Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tứ Online xin gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu đỉnh cao của danh thủ số 1 Trung Hoa, chiến thần vương nhất trong vòng 16 của giải Cúp bên tái năm 2022 khi anh đại chiến cùng kỳ thủ trẻ Cấm Yên Tiên là Mạc Tử Kiện. Xin kính mời các bạn cùng đón xem màn công phu đỉnh cao của ngoại tinh Lê Khách. Bên đỏ chơi tấn công lập tức chuyển pháo đầu. Pháo 2 bình 5 bên vương cho phát triển mã. Binh 3 tiến 1 hình thành trận tám binh, và trong bối cảnh trên thì bên vương không phát triển binh 3 tiến 1 hình thành bình phong, anh lập tức cho chuyển vào đầu ngay. Mã 2 tiến 3, vương mã 2 tiến 3, bên tiên khởi mã biên, xe 1 bình 2 đến từ ngoại tinh Lê Khách. Bên đỏ xe chiếm bình 8, bên đen cho tiến xe điểm cao. Xe 1 bình 2 và tiếp theo là phần cờ binh 7 tiến 1 về tốt để chuyển xe qua. Ngoài bên trên, bên em cầm xe bắt tốt thì sao? Đánh như vậy thì bên đỏ có thể cho tách pháo qua. Về sau là phần cờ 7-5 hình cờ đến từ bên đỏ sẽ khá tròn vị. Binh 7-1 thì có thể cho phòng pháo qua để quản lý tốt, khiến cho bên đen sẽ khó được tốt qua sông để trợ chiến. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ bên đen của vương, tay cờ hàng đầu của cờ tướng Trung Quốc. Binh 7 tiến 1, anh phế tốt để nhấc xe qua. Binh 3 tiến 1 đến từ Mạc Tử Kiện. Vương cho điều xe qua, bắt tốt ngay. Binh 3 bình 4 hình cờ khá hay đến từ bên đỏ. Trong hình cờ trên, các bạn thấy được thì bên đen chưa thể ăn mã quá tốt ngay, bởi như vậy là chết pháo. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong chính cục đến từ bên đen của vương. Anh cho xe chiếm bình 8, ta xe trước. Đang âm mưu đi phần cờ cho bắt tốt, và đúng ra thì trong bối cảnh trên bên đỏ có thể xử lý tiếp bằng hệ thống cờ binh 4 đến 1 thoát đi và gây áp lực thì tốt hơn. Trước thực chiến của trận cờ thì bên tiên cho tiến xe qua và đã để cho bên đen của vương có thời cơ cho mã 7 đến 6 ngay bắt tốt và tranh công. Hình cờ có phần phản tiên dành cho ngoại tinh Lê Khách. Đang bắt xe, bên đỏ cho chạy xe vương mạnh vào tới 7. Xe 2 thoái 1 và tiếp theo là phần cờ cho thoái xe về đến từ bên đen của vương. Trong bối cảnh trên thì bên đen vẫn có thể đấu ngay, khiến cho bên đỏ phải bay mã qua. Thông qua đó là thủ pháp thỏa lòng thoái 1 để mượn đường. Tấn công có thể lắc pháo qua lại khiến cho bên đỏ rất tương đối khó chơi. Các bạn sẽ cùng đoán xe phần cờ trong thực chiến đến từ bên đen của vương. Anh cho thoái xe về ngay. Đang mượn đường có thể bay mã qua đuổi xe và gây khó dành cho bên tiên. Trong một khối vân vân thì bên đỏ quyết định bằng phần cờ mở mặt xe bằng pháo 8 bình 7, ngoài ra có thể chạy con pháo trung lộ qua thì có phần tốt hơn. Đây là bối cảnh về sau hai tượng của bên tiên có thể liên kết được. Đánh như vậy mà đen có vườn mã qua đuổi xe có thể cho thoát đi. Bình pháo qua tấn công có thể liên kết, lập tức 7-5 hình cờ có phần tốt hơn dành cho bên đỏ của Mạc Tử Kiện. Các bạn sẽ cùng đoán xe phần cờ trong thực chiến đến từ bên tiên. Bình pháo qua mở mặt xe, về sau để cho bên đen tấn công khá mạnh vào cánh tượng. Đầu tiên vương cho bay mã qua đuổi xe, khiến cho bên đỏ mất nhịp chạy xe. Thông qua đó là thủ pháp bình con pháo qua để tấn công vào lộ tượng. Trong bối cảnh khó khăn thì bên đỏ quyết định bằng phần cờ cho thoái mã về, và tiếp theo là phần cờ tượng 7-5 liên tượng củng cố một nhịp đến từ bên đen của vương. Ngoài bên trên anh có thể xử lý bằng phần cờ cho bay mã qua để toàn lực tấn công, vẫn là bối cảnh hay và phản tiên mạnh dành cho bên đen của vương. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ ngoại tinh Lê Khách. Anh cho xử lý bằng tức 7-5. Bên đỏ cho phóng xe qua, dùng hai xe đường ngang để phòng thủ. Vương bất ngờ dùng pháo vật tượng ngay, phê pháo để tranh công. Mã ép buộc phải thoái về và vương cướp lại quân. Sau hình cờ cướp lại quân thì bên đen của vương hơn được một tượng. Hình cờ có phần tương đối dễ chơi dành cho bên đen của vương. Bên đỏ chống xích qua, vương thoái mã về để mở đường cho pháo cắm đáy, rất nguy hiểm. Bên đỏ bình pháo cản đường, bên đen của vương cho tách pháo qua biên, vừa nhóm tốt biên vừa mở mặt xe. Ở tượng 7-5, bên đen cho chạy xe ngay, anh thoái xe về để quản lý hàng tốt. Trong bối cảnh trên, cảm thấy nguy hiểm, áp lực, bên tiên lập tức cho bình xe qua để mời đấu xe.
Vương đồng ngay. Xe 8 bình 3, mã 7 thì 6 đến từ ngoại tinh lấy khách. Bình xe cản đường và tiếp theo là phần cờ cho tiến xe điểm cao để phòng thủ ngay. Bế đỏ cho bình vào bắt mã. Vương cho điều phó qua đuổi xe. Hai bên chạy một vài nhịp trước khi bên tiên quyết định đổi biến bằng phần cờ cho nhấc binh biên. Bên đen cho vươn mã qua một đường cờ vươn mã khá hay để tấn công. Bình pháo qua, tiếp tục lượn mã. Pháo cản đường và mã pháo thứ 7, đường cờ đỉnh cao dành cho ngoại tinh lên khách, đang đuổi xe. Bên đỏ bình xe lộ 3. Bên đen của vương cho binh 3 tiến 1, ánh nhấc tốt để mở đường cho mã 3 tiến 4 để phát triển thế công. Binh 7 tiến 1 đến từ mảng thực kiện. Mã 3 tiến 4. Bình xe qua cản đường và sau khi bên đỏ cho bình xe qua thì con mã 7 của bên đen lập tức vương cho thoát đi ngay. Binh 7 tiến 1 đến từ mảng thực kiện. Trong bối cảnh trên thì bên lập tức cho vườn mã qua. Bởi các bạn thấy ngay nếu mà cầm tượng mặt tốt thì có phần không hay. Khi đó bên đỏ có thế công nhất định bằng phần cờ cho vật pháo qua tượng. Các bạn sẽ cùng đoán xem hình cờ trong thực chiến đến từ bên đen của vương. Anh cho mã 4-6 ngay, đan hai mã qua nhau. Đồng thời đang mượn đường, có thể vật pháo 9-3, một đường cờ tấn công hay và điêu luyện dành cho ngoại tinh lên khách. Bình tướng qua, vương cẩn trọng, sĩ 6-5. Mã 9-7. Vật pháo bắt tốt, đồng thời đang nhòm xe. Tiến xe cản mặt tượng, đang mai phục vườn cờ có thể thả mã qua, tìm hướng công và đến cục. Trong bối cảnh trên thì vương rất cẩn trọng, anh xử lý bằng phần cờ cho tượng 3-1, khiến cho thế công của bên đỏ gần như không có. Bên tiên bình pháo bắt xe. Vương bình xe lộ 7. Bên tiên cho bình thuật qua đến từ mặt thực kiện. Vương anh cho cắm pháo chiếu ngay, một vài nhịp chiếu để cấp thời gian. Tướng về, đâm chiếu, tiếp tục thoái về. Và tiếp theo là phần cờ cho xe 7-2, tiến xe qua để nhòm tốt trung lộ. Bên đỏ cho vườn mã qua chơi đối công, vương cho bình xe chấm tốt. Bay mã đạp tượng đa phục thủ pháp có thể tiến vào đáy tấn công. Vương cho bình xe qua để phòng thủ ngay. Đường cờ quá khó đi dành cho bên đỏ. Trong hình cờ trên, bên tiên lập tức cho bình xe qua để mời đấu xe và bên đen vương không đấu xe, anh cho bình xe lộ 2. Xe 3 bình 2. Xe 7 tới 2 và tiếp theo phần cờ cho bay mã chấm tượng. Bay chiếu, tướng bình qua và tiếp theo thủ pháp xe 7 tới 2 đang mượn đường có thể bình qua lộ khác để tấn công. Trong bối cảnh trên thì bên đen quyết định bằng phần cờ cho đâm xe chiếu. Ngoài bên đó thì bên đen của vương có thể cho bình xe qua lộ 6 ngay để đe dọa tấn công và điểm sĩ của bên đỏ. Đây là bối cảnh mà bên sẽ thắng khá nhanh. Các bạn sẽ cùng đoán xem phần cờ trong thực chiến đến từ bên đen của vương. Tại cờ hàng đầu của cờ tứ Trung Hoa, anh lập tức cho đâm xe chiếu ngay. Đường cờ ép buộc bên đỏ phải quay pháo về để phòng thủ, bởi các bạn thấy ngay không thể chạy tướng tầng 2. Bên đen của vương anh cho thả mã qua để che đường. Pháo bình qua và lập tức là phần cờ cho ngược mã về, tiếp tục đe dọa phần cờ bình xe chém pháo. Và tiếp theo là phần cờ cho đâm pháo chiếu, ép tướng chạy tầng 2 và đơn giản thôi là phần cờ cho bình xe chém pháo. Sau vị cờ trên thì bên đỏ buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay đánh tiếp phải đấu xe đi, khi đó thì bên đỏ sẽ thua về cờ tàn, và trong bối cảnh mà chạy xe lập tức bị xe 3 thoái 1 là thua ngay. Như vậy kênh học của Tứ Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên màn thi triển công phu rất hay và đỉnh cao của ngoại tinh lên khách khi đối mặt cùng mạng thực kiện trong vòng 16 của giải bên tái 2022. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.